Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động bổ nhiệm đối với hai chức danh Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Nghệ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thời hạn 5 năm kể từ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản trao quyết định cho hai đồng chí Phạm Văn Nghệ và Trần Quốc Việt. Chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của hai đồng chí trong thời gian qua đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương, đơn vị. Đồng chí mong rằng ở cương vị công tác mới, hai đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực học hỏi, nâng cao kiến thức, sớm tiếp cận lĩnh vực công việc mới, mang hết sức lực trí tuệ của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao cho.